Welcome cả anh em trở lại kênh DHBG của ngày hôm nay. Tiếp tục với con game Tây Du VNG thì video mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày thứ 9. Ngày hôm nay thì anh em nông dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng ở đây. Đầu tiên là về phần level. Nếu anh em không quá thuần chiến là sẽ lên được level 64. Còn anh em ở xả hết kim bảo ấy thì vẫn là 64. Nhưng mà nó lên 25 đến 40% kinh nghiệm. Còn về phần kim bảo thì hôm nay mình đã tích được 51.600 rồi. Mà hôm nay mình quên nó cược cái vương giả chi chiến mày. Cược này mỗi lần cược anh em sẽ tốn 30, được cược 3 lần là mất 90. Nếu mà anh em đúng hết là sẽ được thêm 900. Tức là tổng anh em sẽ được thêm 810 khi bảo nếu anh em đúng hết. Hơi tiếc tí em ơi. Để thử đấu trường lúc 10 giờ này. Đây sự kiện vương giả chi chiến này. Anh em báo danh tham gia ấy. Không vào top thì anh em vẫn được cái dương. Dương này thì nó sẽ cho anh em chọn 20 tinh lượng cam hoặc là 10 dương chọn bánh cam. Cái này chắc chắn là anh em nông dân là sẽ chọn là trang bị rồi. Nhưng mà lúc đầu anh em đừng chọn vội ấy. Anh em cứ đợi về sau xem chẳng may có rơi ra món nào ấy, anh em đổi cái món còn lại để kích duyên. Và anh em ưu tiên lên cái vũ khí của mình để đấu giá lúc hồi tối này. Tại như mình nói ở các video ấy, là mình đấu giá tướng cam 2.000, đấu giá tướng đỏ 9.000, được con nào thì được em ơi. Đâu nhờ cái đấu giá hồi trước đâu ấy, thưởng tông môn này, đây lợi ích đấu giá, đây khu đấu giá em ơi. Đấy hôm nay mình được một con cam này, hai con cam này, nó hoàn trả một con cam này, lag ghê nhở. Mình chơi trên PC cái con game này ấy, nó rất hay bị lag em ơi. Đây tướng đỏ 9.600 kim bảo này. Cá lì xì bang với mình nhận chưa nhở? Đang lắc em ơi. Chẳng biết nhận chưa. Nếu mai mình nhận được 785 trong ngày. Và đầu game ấy, cái công nghệ này anh em có thể góp kim bảo để mình túi ưu khi lên level 60 ấy. Anh em mà thiết kế kích hoạt hai con khi lên 60 ấy, anh em tăng thêm xấp chỉ tầm 2.000k rất nhiều luôn. À này của mình ngày mai chỉ thiếu có một tí thôi ấy, là mình đủ được cái biến thân kích hoạt đồ giám rồi. Cái biến thân ấy, nào khoan á, nói sau nhá. Mình sẽ nói qua cái bán cá nó còn có 40 giây em ơi, tí quên. Cái bán cá này anh em nông dân nhớ làm full nhiệm vụ. Đầy tốn 10 lực một lệnh, hoàn thành 3 nhiệm vụ 2 lệnh, tham gia tông môn 3 lệnh, tổng cộng là 6 lệnh này. Và đi thêm 2 lệnh. Và sự kiện nó sẽ cho anh em một thêm 10 lệnh ấy. Anh em tích ấy, tầm 100 đến 400 anh em mới xả nhá. 100 ấy thì anh em sẽ có thể ra trang bị cam cộng với trang bị đỏ ấy. Nhưng mà phải đến 90% là ra trang bị cam. Và nó sẽ có cái bảo hiểm là lần thứ 400 chắc chắn là ra trang bị đỏ ấy. Nên nếu anh em mà không máu được thì anh em tích 100. Đây hoạt động kết thúc em ơi. Còn về cái tiệm ở tông môn hơi tiếc tí là ngày mai mình thiếu 2k điểm để đổi cái biến thân. Đây 21.865. Qua ngày mai là mình sẽ đủ 24k. Đây mình sẽ đổi cái thẻ lôi công. Xong cái lôi công này mình sẽ đổi cái thẻ linh cơ cộng với con lăng lứ để kích hoạt cái đồ giám bên mình. Không nhớ cái bộ này nó tăng kháng hay tăng diệt mình nhỉ. Nói chung là cứ mình là được. Sau rồi mình sẽ đổi bộ bên thánh không không cộng với yến sư tỷ. Và anh em mới chơi nhớ đổi cái biến thân tướng cùng phe nhé. Và từ ngày thứ 8 trở đi nó sẽ có thêm một cái nhiệm vụ lăng động tông môn. Anh em chỉ cần tham gia hoạt động 12 giờ 20 giờ cộng với 20 giờ 30 là anh em sẽ được nhận dương. Dương ấy anh em sẽ được 200 kim bảo cộng với 3 dương chọn mảnh tướng đỏ ấy. Thế nên anh em ra luôn cái chọn tướng đỏ 8 con. Đấy rất là ngoan mày. Giờ mà cho chọn này khéo ghi mình chọn luôn con bạch cốt tinh. Để mình học cái thiên ký. Còn về quan dương tiến về sau kiếm dần dần cũng được. Nói chung bây giờ ấy, tướng cam, tướng đỏ, mảnh tướng đỏ mình mua hết em ơi. Cứ đấu giá, được thì được, không được thì thôi. Đằng nào cũng không mất gì. Còn về dương ba cái nhiệm vụ ấy, tổng của em sẽ được
4 dương cộng với 6 cái vé cược, 4 dương cộng với 3 dương này, tổng cộng là 7 dương, tức là nửa tháng anh em được một con, khá ngon nhỉ. Chưa kể trong cái sự kiện là vương giả chi chiến, ăn nhầm, đối quyết là vinh dự ấy, anh em đánh hàng ngày ấy, được thêm khá nhiều điểm đối ấy. 210 cộng 100 là 350. 350 điểm là anh em sẽ đổi được 4 mảnh. Đây một mảnh 80 điểm. 8432. Tức là vẫn còn là dư 30 điểm. Bây giờ tại mình có 4K rồi. Cái này khéo khi mình sẽ đổi cái thiên đế cộng với bài cố tình trước để mình học cái thiên ký. Rồi về sau mình mới dồn qua dương tiến. Với ngày mai anh em chú ý cho mình ở mấy cái đoàn đấy. Cuối hôm chắc mình sẽ xoay qua hai bạn top đi. Đầu tiên là bạn top 1 72.595k. Bạn top 2 70.037k. Đến bạn top 3 48k này. 55k. Ông quan á. Bạn này CV5 mới lên em ơi. CV5 lên 55k này. CV4 44k. 52k. 53k. 33k. Nói chung là hai bạn này chênh khá nhiều chiến ấy, trên 70k. Đầu tiên là về cái bạn top 2 Lam đẹp trai nhá. Đây bạn là full tướng 15 sao rồi. Chỉ có con main là 7 sao. Ơ khoan á. Main chỉ lên được 7 sao à? Từ 5 sao lên 7 sao thì nó cần lệnh tím ấy. Mà anh em làm hình như là chỉ có lệnh tím mà chưa có lệnh cam. Chắc là phải đợi game nó cho thêm cái gói gì có lệnh cao thì anh em top mới lên được. Không là anh em top chỉ lên được 7 sao thôi. Ok giờ mình sẽ soi qua con đêm chính nhá. Đây Ngộ Không 17 triệu 9 nữa cho 18 triệu đi. Kim Tinh Khải Bạch cấp 6. Du Long Quy Hải cấp 6 ấy. Đây kỳ vật nhất tiến mai. Một đỏ 3 cam. 3 cái level 14, một cái level 12. Hai set đỏ. Đấy hôm nay là hết sự kiện rồi anh em top ấy. Làm hai set đỏ này. Tròn hai set đỏ. 1, 2, 3, 4, 5 đều là full 15 sao. Main 7 sao như nhau em ơi. Đây min 8 triệu 8 này. Quan 15 triệu 2. Xài thiên la địa võng cấp 6 này. Sau khi bị tấn công 100% làm người tấn công rơi vào trạng thái choáng. Duy trì một hiệp. Ngon em ơi. Con này để hàng của con là Ngộ Không ấy thì Ngộ Không có bị choáng. Và cái bạch vô thường cấp 4. Sau khi bị tấn công 80% hồi cho bản thân 7,5% sinh lực. Mỗi vòng tối đa kích hoạt 6 lần, căng ghê nhở. Về thiên ký bạn xài thiên tịnh xa con ngựa này. Khi bị tấn công, bản thân cứ có 10% sinh lực, tăng 3% giảm sát thương, tối đa 30%. Tức là con này lúc đầu ấy nó giảm tận là 1 phần 3 sát thương, rất là ngon. Đây quan trọng là con Ngộ Không em ơi. 20 triệu 460k. Hơn cái bàn kia 1 triệu chiến. Đây mà xài Du Long Quy Hải ấy, cộng với cái tăng sát thương của con Diêm Vương. Khi trận tướng bất kỳ hai bên bị đánh bại, bản thân vĩnh viễn tăng 9% tấn công, hồi 22% sinh lực cấp 5 này. Ngày mai chắc bà này lên cấp 6. Ok giờ mình sẽ vào soi trận PK của hai bạn top nhá. Đây lên server này. Không có trận với hai bạn tôi em ơi. Hơi xui nhỉ. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Kẻ cản đường ta chỉ có thể nộp mạng hồn nhất định, còn không hiện nguyên hình. Bản ngươi mãi mãi trầm luân Phiên trong hoa địa chủ ngục. Chiêu đây là chiêu bi thuyền của Thiên Bồng Nguyên Soái, phổ độ chúng sinh. Ê kỳ quái,
còn không hiện nguyên hình. Chú ý, sấm chớp sắp đến. Hàng yêu bảo trưởng Hoàng Hoàng Thiên Quy, các con theo ta. Bất tiện xuyên thoa, nạp mạng đi. Ha. Ha. Nguyên tổ chi vượng phù hộ giáo lông nhập thải hận thủy thiên nhập nhập chung một hỡi ánh trăng hãy xua đuổi bóng tối này. Thần hữu ha mạnh kích thiên quy thần kiếm ngôn tập to gan tiếp chiêu hồng nguyệt thương không cải thay. Muốn chơi trốn tìm không? Khổ hải vô biên. Muốn chơi trốn tìm không? Bờ. Muốn chơi trốn tìm không? Yeah, ăn một kẹt của lão tông. Thần hữu giao long nhập thải to gan lợi nhẫn lần này để ta bảo vệ sư phụ. Hồng nguyệt thương không ăn một cầu của ta. Ê kỳ quái mạnh kích vừa đỡ được kiếm của ta không. Nguyên tổ chi phượng phù hộ chúng sinh trống. Ôi. Hỡi ánh trăng hãy xua đuổi bóng tối cải thay. Muốn chơi trốn tìm không. Lóng đăng ha to gan mạnh kích dám đắc tội với ta. Văn ôi. Không biết tự lượng sức còn không hiện nguyên hình to gan. Nguyên tổ chi phượng phù hộ chúng sinh không có mắt đừng trách ta không nhắc ngươi.